Manchester United đã kết thúc mùa giải 2022-2023 với những thành công nhất định. Và giờ là lúc các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi sau quãng thời gian cày ải suốt hơn 9 tháng qua. Trong khi đó, ban lãnh đạo cùng với huấn luyện viên Erik Ten Hag sẽ thực hiện những kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới, đặc biệt là ở thị trường chuyển nhượng. Tuy vậy thì vấn đề nan giải nhất của Quỷ Đỏ chính là việc họ chưa hoàn tất quá trình chuyển đổi chủ sở hữu. Điều đó đang khiến cho kinh phí cũng như quá trình đàm phán với các tân binh trở nên khó khăn hơn. Không ít lần, chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra khó chịu với điều này. Và liệu ông có quyết định ra đi sau những trò hề mà giới chủ đã tạo ra suốt thời gian qua? Hay đó chỉ là một tin đồn thất thiệt? Hãy cùng với chúng tôi nhận định về câu chuyện này trong video ngày hôm nay. Quá trình chuyển giao chủ sở hữu của Man United vẫn đang im ắng trên khắp các phương tiện truyền thông, dù cho trận chung kết FA Cup đã kết thúc cách đây 3 ngày. Chính điều này đang khiến cho tất cả người hâm mộ của đội bóng lo lắng khi mà thị trường chuyển nhượng chuẩn bị mở cửa. Và nếu chậm trễ hay không có đủ kinh phí, Quỷ Đỏ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi đội hình hiện tại đã không còn đảm bảo đủ chất lượng. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng người Italia Fabrizio Romano, công tác chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford phụ thuộc lớn vào quá trình đổi chủ sắp tới. Phía gia đình Glazer vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có bán câu lạc bộ hay không, dù nhận được nhiều lời đề nghị béo bở. Và khi đó thì chẳng có bất cứ khoản tiền nào được duyệt chi để chiêu mộ tân binh. Và nếu cứ chậm trễ như vậy, hậu quả xấu là điều không thể tránh khỏi khi nguồn nhân lực của đội bóng rất cần bổ sung càng nhanh càng tốt. Các đối thủ cạnh tranh sẽ nhân cơ hội này để nâng tay trên trước Man United. Và khi không nâng cấp được đội hình, chẳng thể có bất kỳ cơ hội cạnh tranh danh hiệu nào ở mùa giải tới. Một viễn cảnh thực sự tồi tệ với thầy trò Erik Ten Hag. Man United đang sở hữu một huấn luyện viên thú vị là Erik Ten Hag. Ông ấy đang hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Tuy nhiên, Ten Hag không thể chốt sổ các mục tiêu lý tưởng. Hiện tại, thật khó để Man United tiếp cận các mục tiêu và bàn với họ về những dự án lâu dài trong tương lai. Đó là lý do vì sao Manchester United cần có quyết định sớm về việc đổi chủ sở hữu. Theo tôi, mọi thứ vẫn đang mở với Quỷ Đỏ. Ở trận chung kết FA Cup trước đại kình địch cùng thành phố Man City vừa qua, chủ tịch Avram Glazer cũng đã có mặt trên khán đài sân vận động Wembley huyền thoại. Ngay lập tức, ông nhận được sự chú ý từ cánh phóng viên, đặc biệt là những câu hỏi liên quan đến quá trình chuyển giao chủ sở hữu của kênh truyền hình Sky Sports. Ngài có chắc chắn bán Man United không? Ông sẽ chấp nhận lời đề nghị từ Sir Jim Ratcliffe hay phía Qatar? Tại sao ông không nói chuyện với người hâm mộ? Không phải họ xứng đáng được biết chuyện gì đang xảy ra với quá trình tiếp quản Man United sao? Tuy nhiên, chủ tịch Avram Glazer đã cố ý phớt lờ và từ chối giao tiếp. Theo tờ Daily Mail, động thái của vị tỷ phú người Mỹ này cho thấy quá trình đổi chủ của Quỷ Đỏ sẽ còn kéo dài và dường như không có hồi kết. Như vậy, rất có thể là cả mùa hè năm nay chúng ta sẽ khó có thêm bất cứ thông tin tích cực nào từ thương vụ chuyển giao lịch sử này. Cũng theo những chia sẻ của ký giả Fabrizio Romano, huấn luyện viên Erik Ten Hag đang chờ đợi gia đình Glazer quyết định tương lai của đội chủ sân Old Trafford trong vài tuần tới. Chiến lược gia người Hà Lan đã đưa ý kiến lên giới chủ về những kế hoạch nhằm chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo, nhưng có vẻ là câu chuyện này sẽ trở nên rất khó khăn. Trước đó, thì cựu thuyền trưởng Ajax cũng đã nhiều lần đánh tiếng đến ban lãnh đạo về việc đội bóng cần được đầu tư nhiều hơn trong thời gian tới nhằm đủ sức cạnh tranh danh hiệu và dần đưa Man United trở lại với vị thế vốn có của mình. Câu lạc bộ biết nếu bạn muốn lọt vào top 4, muốn cạnh tranh các danh hiệu ở giải đấu này thì bạn phải đầu tư. Nếu không, bạn sẽ không có cơ hội vì các câu lạc bộ khác sẽ làm được. Chúng tôi đã thấy điều đó vào mùa đông. Tất cả các câu lạc bộ xung quanh chúng tôi đã đầu tư rất lớn, chúng tôi thì không. Nhưng chúng tôi vẫn làm được, vì vậy tôi tự hào về đội bóng của mình. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, nhà cầm quân 53 tuổi đã không thể bổ sung nhân sự một cách thoải mái nhất khi chẳng có bất kỳ đồng nào được rót vào thị trường chuyển nhượng. Ông cùng với ban giám đốc phải đi săn lùng các bản hợp đồng cho mượn. Và chúng ta đều hiểu rằng, hàng mượn thì làm sao được tốt như bỏ tiền ra mua, để rồi từ đó thầy 10 phải cố gắng vá víu từng trận một. Rất may là mục tiêu lớn nhất của mùa giải vẫn được giữ lại, đó là tấm vé tham dự Champions League. Nếu không thì tất cả những cố gắng từ tháng 8 đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, khi mà tình hình vẫn chưa có gì được cải thiện,
huấn luyện viên Erik ten Hag chỉ còn biết gửi thông điệp rằng ông đang đợi nhà Glazer đưa ra quyết định cuối cùng. Sự chậm trễ từ nhà Glazer khiến cho thầy 10 hoàn toàn không hài lòng. Quá trình đổi chủ bị trì hoãn, ảnh hưởng lớn tới khả năng làm mới đội hình của Quỷ Đỏ. Và nguy cơ bị đánh bật khỏi cuộc đua cho các danh hiệu mùa tới đang hiện hữu rất rõ ở trước mắt. Bản thân chiến lược gia người Hà Lan cũng đang mờ mịt về số tiền được cấp và không biết khi nào có thể triển khai việc mua sắm dù mùa giải đã khép lại. Theo tờ ESPN, cựu thuyền trưởng Ajax khó chịu khi được cung cấp rất ít thông tin về quá trình đổi chủ của nửa đỏ thành Manchester. Đồng tình với điều này, tờ Guardian cho hay nhà Glazer cản trở Erik ten Hag tái thiết Quỷ Đỏ khi liên tục trì hoãn việc bán đội bóng. Sự chậm trễ từ giới chủ người Mỹ ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của nhà cầm quân 53 tuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023. Cựu thuyền trưởng Ajax mới đây lại tiếp tục nhắc đến thị trường chuyển nhượng trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh đang dục dịch nổ bom tấn. Điển hình như là Liverpool vừa hoàn tất thương vụ chiêu mộ Alexis McAllister từ Brighton, một mục tiêu mà Man United đã từng nhắm đến trong quãng thời gian dài vừa qua. Trong mùa hè này, chúng tôi có thể phải làm việc với đội hình hiện tại, nhưng rõ ràng đội bóng cần phải gia tăng sức mạnh. Có nhiều câu lạc bộ sở hữu đội hình chất lượng, đội ngũ huấn luyện viên giỏi và ngân sách chuyển nhượng lớn. Tôi không có nhiều kiên nhẫn và luôn đòi hỏi nhiều hơn từ đội bóng. Theo tiết lộ từ tờ Telegraph, quá trình chuyển giao chủ sở hữu của Man United có thể kéo dài đến mùa hè. Nhà Glazer rất muốn cho các đối tác thêm thời gian với tham vọng thu lợi nhuận tối đa từ việc bán đội chủ sân Old Trafford. Hiện tại, Sir Jim Ratcliffe có vẻ thắng thế so với Sheikh Yassim bin Hamad Al Thani trong cuộc đua giành quyền sở hữu câu lạc bộ. Nhưng Hoàng gia Qatar cũng đã quyết tâm là không bỏ cuộc. Trong phát biểu vừa qua của Erik ten Hag, ông có nhắc đến câu nói rằng mình không có nhiều kiên nhẫn. Đó dường như là tối hậu thư dành cho giới chủ người Mỹ. Nếu không nhanh chóng giải quyết thương vụ này, hay chí ít là tập trung lo cho thị trường chuyển nhượng, chiến lược gia người Hà Lan hoàn toàn có thể khăn gói ra đi. Thậm chí kể cả tin đồn thì đó cũng là điều tích cực trong việc thúc giục nhà Glazers phải nghiêm túc hơn trên bàn đàm phán chuyển giao đội bóng. Đối với cá nhân Erik ten Hag, dẫu chỉ mới trải qua một năm gắn bó cùng với đội bóng, nhưng ông đã để lại rất nhiều dấu ấn rõ nét. Đầu tiên là việc giúp Quỷ Đỏ trở lại đấu trường C1 châu Âu, sau là giải cơn khát danh hiệu hơn 5 năm chờ đợi, và nhất là xây dựng nên một tập thể giàu tính chiến đấu, kỷ luật, ổn định trong phòng thay đồ mà không có bất kỳ scandal nào. Theo nhiều chuyên gia cho biết, cựu thuyền trưởng Ajax là người phù hợp nhất với Man United thời điểm hiện tại và ông đã thể hiện dấu ấn của mình một cách cực kỳ rõ nét, dù cho ở mùa giải trước, đội chủ sân Old Trafford chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Nhưng rồi thì mọi chuyện đã thay đổi đáng kể khi các tân binh xuất hiện, cũng như một lối chơi dần thành hình. Nếu chỉ vì những bất ổn nơi thượng tầng mà đánh mất đi nhà cầm quân 53 tuổi, thì đó là điều cực kỳ đáng tiếc với Quỷ Đỏ. Và như thế thì chẳng còn bất kỳ huấn luyện viên nào dám đảm nhận công việc tại nhà hát của những giấc mơ. Có thể Erik ten Hag không phải là một vị thuyền trưởng quá xuất sắc, nhưng ông là người phù hợp nhất với Man United. Điều gì cũng cần phải có thời gian. Thầy 10 có thể chưa bằng Pep Guardiola hay một vài huấn luyện viên hàng đầu, nhưng nếu trao cho ông những thứ mà ông cần, Erik ten Hag hoàn toàn có thể làm nên bất cứ điều gì, như cái cách mà ông đã từng đánh bại toàn bộ nhóm Big Six trên sân nhà ở mùa giải này, điều mà chỉ có Sir Alex làm được khi còn tại vị. Ngoài ra thì cựu thuyền trưởng Ajax còn xây dựng lại một thánh địa Old Trafford đã từng bị nhiều đối thủ trà đạp trong nhiều năm qua. Chỉ thua có đúng 2 trận trên sân nhà trong cả mùa giải và một ở Premier League. 28 chiến thắng tổng cộng chính là thành tích cực kỳ ấn tượng mà chiến lược gia người Hà Lan đã làm được. Từ đó, nhà hát của những giấc mơ đã đem lại cơn ác mộng cho rất nhiều người. Khi một vài thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cho rằng huấn luyện viên Erik ten Hag có thể sẽ từ chức nếu không được giới chủ ủng hộ trong công cuộc tái thiết toàn diện đội bóng, ngay lập tức, làn sóng phẫn nộ đã nổ ra dữ dội. Tất cả đều bảo vệ thầy 10 và chỉ trích dữ dội nhà Glazer vì sự chậm trễ của mình trong mọi việc. Có thể nhiều người sẽ bật cười nếu nghe qua thông tin nhà cầm quân 53 tuổi chia tay Manchester United, nhưng đây không phải là điều bất khả thi. Bản thân với Ten Hag thì chúng ta đều biết rằng ông khá nóng tính nên việc đưa ra quyết định bất chợt là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Không ít lần cựu thuyền trưởng Ajax đã đưa ra tối hậu thư cho giới chủ về tình hình hiện tại của đội bóng, cũng như bản kế hoạch chi tiết cho những gì cần phải làm. Để rồi thứ mà ông nhận lại được chỉ là sự im lặng, cùng với đó là sự thản nhiên đến bất ngờ của nhà Glazer khi dường như họ chẳng quan tâm mấy đến Quỷ Đỏ nữa.
Số tiền dự kiến chi ra cho thị trường chuyển nhượng là quá ít cho những vị trí cần phải bổ sung nhân sự. Và nếu không có thêm nguồn tiền nào được bơm vào, người hâm mộ có thể sẽ phải trải qua cảm giác thất vọng sau mỗi tuần khi xem Manchester United thi đấu, để rồi lại lôi huấn luyện viên hay cầu thủ ra để chỉ trích tiếp. Erik ten Hag thừa hiểu áp lực khi làm việc tại đội chủ sân Old Trafford, nhưng ông cũng không quá nhiều kiên nhẫn với những vấn đề tồn tại nơi thượng tầng. Chiến lược gia người Hà Lan đã làm tốt công việc của mình ở đội bóng, nhưng nếu không có sự giúp đỡ từ phía trên, tất cả cũng sẽ chẳng có được gì. Và liệu tương lai của thầy 10 sẽ ra sao trong thời gian tới? Nhưng với nhiều người hâm mộ, xin ông đừng đi, Erik ten Hag. Hãy ở lại và đưa đội bóng trở về với vị thế của mình. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.